Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Dư Luân Dễ Thương. Các bạn nghe giọng mình hôm nay nó hào hứng á, thì thật ra là cái video này mình đã plan nó từ rất là lâu rồi. Tới bây giờ thì mình mới có thời gian mình thực hiện cho các bạn. Đây là một video trong series Luân đi làm. Và chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn á, đó là về cái việc học kiến thức về tech nè, về cloud, AI, data. Nói chung là những cái thứ mà về tech mà mình đã từng trải qua á. Thì ngày xưa là lúc mà mình mới bắt đầu thì mình tìm hiểu, mình học hành nó như thế nào. Đặc biệt là các bạn nào mà chuyển từ một cái ngành A sang ngành B, mình ví dụ như hồi xưa mình là software engineer, sau đó mình chuyển qua mình làm data đi, hoặc là mình là software engineer nhưng mình cần biết thêm những cái kiến thức về AI, thì cái việc học đó nó trở nên phức tạp hơn rất nhiều, bởi vì những cái kiến thức mới nó khác rất nhiều, nó khác hẳn luôn á so với những gì mà mình đã từng biết trước đó. Vậy thì kinh nghiệm mình như thế nào, mời các bạn xem cái video ngày hôm nay ha. Bây giờ chúng ta là thời hiện đại rồi, chúng ta có internet, chúng ta có rất là nhiều những cái tài nguyên trên mạng để mỗi khi mà các bạn muốn học cái gì á, các bạn có thể tìm kiếm. Thì mình cũng vậy thôi, cái đầu tiên khi mà mình muốn tìm hiểu một cái mảng mới là mình phải đi tìm kiếm những cái khóa học liên quan. Thường á, thì mình thấy là các bạn sẽ đi mua những cái khóa học để mà các bạn bắt đầu học. Nhưng mà lời khuyên của mình á, đó là chưa chắc gì những cái khóa mà các bạn mua nó hay và nó đủ giúp các bạn hiểu được. Bản thân mình đã chi khá là nhiều tiền, và tiền cá nhân nha, không phải là tiền công ty cho học đâu, để mà mình nghiên cứu, để mà mình học thử một số cái khóa trong lúc mà mình cần tiếp thu về data. Nhưng mà những cái khóa đó thì một là nó quá khó, hai là nó quá xa vời, và ba là nó không dạy cho mình được những cái thứ rất là cơ bản để mình bắt đầu bước vào cái lĩnh vực đó. Thì ở cái thời mà mình mới vừa chuyển từ software engineer qua data hồi 2016 là bắt đầu khóa học về data nó cũng xuất hiện khá rồi đó các bạn. Nhưng mà những cái khóa mà mình phải trả tiền thì mình không học được khóa nào hết. Xong cuối cùng những cái tài nguyên mà mình học được dễ dàng nhất và mình cảm thấy thú vị nhất và vẫn còn áp dụng cho tới bây giờ lại là những cái file miễn phí của Microsoft, họ public trên MSDN đó. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ tới cái chuyện mà phải trả tiền liền, khoan, đi tìm những cái course miễn phí đi, vừa tiết kiệm được cho bạn mà có khi bạn thấy hợp á, là bạn học luôn, bạn có luôn kiến thức và bạn không có phải tốn đồng nào hết trơn á. Và một cái kinh nghiệm này cũng quan trọng nè, đó là các bạn cứ thử nhiều cái nguồn free đi, các bạn cứ học thử nhiều cái khóa học free đi, cái khóa nào hợp với bạn thì bạn chọn, bạn dừng lại ở đó. Bản thân mình ngày xưa lúc mà mình bắt đầu học á thì cũng có những cái khóa cũng free nha, mà mình học vô cái mình thấy nó hơi khó hiểu, mình đọc thêm vài chương nữa, ok thôi, cái này viết khó hiểu quá, giải thích dài dòng quá, bỏ. Hồi nãy mình cũng có nói với các bạn là cái thời mà mình bắt đầu học về data thì mình có nghiên cứu tài liệu của Microsoft. Bây giờ thì cái tài liệu đó nó cũng hơi cũ rồi. Microsoft bây giờ họ có hẳn một cái site mới rất là hay để các bạn có thể lên học. Khi mà các bạn truy cập vào trang này á, các bạn có thể tìm kiếm vài keyword thôi là các bạn ra được cái khóa học mà các bạn mong muốn. Và nó có nhiều cái cấp độ, từ đơn giản, từ nền tảng cho đến những cái khóa nâng cao. Và cụ thể là mình muốn suggest luôn cho các bạn ba cái khóa học hoàn toàn miễn phí của chính Microsoft. Thứ nhất là về cloud thì họ có một cái môn tên là Azure Fundamentals. Về AI thì có Azure AI Fundamentals. Và về data thì có Azure Data Fundamentals. Với những cái khóa này các bạn thấy có chữ Azure là một cái cloud platform của Microsoft. Nhưng mà các bạn đừng có lo, bởi vì những gì các bạn học được nó cũng sẽ áp dụng được cho bất kỳ nền tảng cloud nào mà sau này các bạn có thể đi làm. Bây giờ nhiều công ty Việt Nam cũng xài Azure rồi, nhưng sau này nếu các bạn có xài những cái nền tảng cloud khác cũng không vấn đề gì, bởi vì những kiến thức mà Microsoft dạy nó rất là phổ quát và tất cả những cái sản phẩm cloud hiện nay nó đều giống nhau, cho nên là các bạn không cần phải lo lắng gì ha. Và cái hay của Microsoft là họ dạy những cái kiến thức rất là thực tế, rất là sát với những gì mà mình đi làm. Đối với lại cái khóa Azure AI nè, hay là cái khóa Azure Data, thì lúc mà mình nhìn vô mình nói ủa cái này là cái mà hồi xưa mình tự nghiên cứu nè, rồi nó cũng là cái mà mình đang làm mỗi ngày. Ví dụ như trong cái khóa data thì database nó hoạt động như thế nào, rồi cách kết nối ra làm sao, data warehouse, data lake, những cái khái niệm hiện đại là có hết đầy đủ. Hay là như cái khóa AI đi, họ sẽ chỉ cho bạn là machine learning có nghĩa là gì, supervised learning là sao, unsupervised learning là làm sao. Thậm chí là có những cái ví dụ rất là cụ thể để các bạn có thể hiểu dễ dàng hơn. Mới gần đây thì mình cũng học thêm một cái khóa là Azure Blockchain Fundamental. Khóa đó cũng hay nha, bạn nào mà đang chuẩn bị nghiên cứu blockchain thì có thể ghé qua sẵn thi luôn, mấy cái certificate của nó cũng hay. Những cái Microsoft nói trong đó là một cái nền tảng cực kỳ tốt, và thậm chí họ cũng đề cập đến một số cái khái niệm đơn giản của ngôn ngữ Solidity. Cho nên các bạn nào thích thì có thể chơi luôn cái khóa đó luôn ha. Học nhiều thì bổ cho bạn thôi chứ có bổ cho ai đâu. Những cái khóa mà mình nói là hoàn toàn miễn phí, chỉ khi nào các bạn thi những cái chứng chỉ thì các bạn mới phải trả tiền. Nếu mà các bạn có được cái certificate đó thì lúc các bạn đi làm, các bạn đi xin việc, hoặc chỉ đơn giản là các bạn muốn đi thực tập thôi, thì trong cái hồ sơ của các bạn nó sẽ vượt trội hơn, nó sẽ được giành được điểm ưu tiên hơn so với lại những cái ứng viên mà người ta
không có được những cái certificate như thế này. Và khi mà các bạn đã đạt được những cái chứng chỉ của Microsoft á, thì các bạn thậm chí còn có thể add nó vào cái profile LinkedIn của các bạn, nó trở thành một cái post tương tự như thế này. LinkedIn cũng là công ty của Microsoft mà các bạn, cho nên link qua là chuyện dễ hiểu thôi. Thì lúc đó khi mà nhà tuyển dụng người ta lên LinkedIn, người ta xem được những cái profile của các bạn á, thì người ta cũng dễ dàng thấy được những cái thành tích của các bạn trên Microsoft lên luôn. Ngoài những cái khóa học mà các bạn có thể tự vào học trong thời gian rảnh của các bạn, thì Microsoft sắp tới sẽ có những cái khóa online gọi là Virtual Training Day. Thì họ tổ chức những cái ngày như vậy thì bạn sẽ được có người dạy. À, cái này hay nha. Và những cái buổi này á, thì bạn có cơ hội, thứ nhất là nghe được người dạy. Người dạy thì lúc nào cũng dễ hơn là các bạn phải ngồi tự đọc text rồi. Thứ hai là bạn nghe được những cái kinh nghiệm thực tế từ cái người dạy đó. Bởi vì những người dạy đó đều là những expert, họ đã từng đi làm, họ đã từng có kinh nghiệm trong những cái vấn đề đó, thì chắc chắn sẽ hay hơn, có thầy dạy mà. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt được những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các bạn, lúc đó nó sẽ được giải đáp nhanh hơn. Đặc biệt ha, một khi bạn đã tham gia cái Virtual Training Day của Microsoft rồi thì bạn thi chứng chỉ là không cần phải tốn phí nữa. Thì cái link đăng ký cho những cái buổi Virtual Training Day á, mình để ở dưới phần description nha. Các bạn nào quan tâm thì click vào đăng ký. Số lượng có hạn á, cho nên là các bạn nhớ nhanh tay. Rồi mình cũng có để những cái link các cái khóa học này luôn để các bạn dễ truy cập ở phần description đầy đủ nha. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ tới cái kinh nghiệm thứ hai của mình. Đó là nếu như mà các bạn đang gặp những cái vấn đề gì đó về lý thuyết á, thì các bạn có thể tạm skip nó qua nó đi. Hãy nhảy qua đến phần thực hành. Cái ví dụ rõ ràng nhất về cái phần này á, là lúc mà mình học liên quan tới AI. Mình học data, mình học về cloud này nọ, thì ít ra là mình còn biết được một chút kiến thức. Tại ngày xưa lúc mà mình start up này nọ đó thì mình còn tự set up các kiểu. Nhưng mà tới cái lúc AI là thôi thua. Nó là một cái mảng kiến thức hoàn toàn mới. Và lúc mà mình học qua những cái thứ ví dụ như là K-mean là gì nè, hay là logistic regression nó chạy như thế nào nè, thì mình tạm thời là mình skip qua cái phần lý thuyết, mình chỉ coi nhanh qua thôi. Mình coi nhanh qua một số cái biểu đồ, một số cái ghi chú, sau đó mình đến thẳng những cái phần code Python. Ở trong cái phần code Python đó thì mình bắt đầu mình code như người ta luôn. Mình mở một cái Jupyter Notebook ra mình làm. Và trong quá trình mình code như vậy thì mình mới phát hiện ra là hóa ra đầu vào nó là như thế này. Nó sẽ xử lý như thế này. Cái cục xử lý đó cụ thể thuật toán nó như thế nào thì lúc đó mình vẫn chưa có nắm hết 100%. Và cuối cùng cái đầu ra nó là như thế này. Một cái quy trình làm việc nó là như vậy. Tại vì bản thân mình á, cái style của mình là cái style thích vọc. Cho nên những cái gì mà mình thấy được á, thì mình sẽ học dễ hơn. Những cái gì mà mình hình ảnh hóa nó, những cái gì mà mình tận mắt thấy, tận tay sờ vào được, thì mình sẽ tiếp thu nó nhanh hơn. Và mình nghĩ là nhiều bạn khác, đặc biệt là các bạn làm trong lĩnh vực tech, thì cũng sẽ hơi giống như mình. Cho nên á, nếu như mà các bạn cảm thấy lý thuyết nó hơi bị khó, nó hơi bị buồn, nó hơi bị nhàm chán, thì các bạn thử qua phần thực hành đi. Sau khi các bạn đã thấy nó chạy như thế nào rồi á, thì lúc đó bạn có thể quay lại phần lý thuyết bạn đọc, thì lúc này bạn sẽ hiểu rõ hơn là hóa ra lúc nãy đó cái mà nó đang nói ở đây nè là cái mình code ở bên dưới nó như thế này. Ồ, cái đầu ra của thuật toán này nó là gì? Ồ, nó là cái mà lúc nãy mình visualize lên cái graph nè. Thì lúc đó bạn sẽ tiếp thu nhanh hơn rất là nhiều, mình đảm bảo với các bạn luôn. Nó cũng giống như cái việc mà các bạn đi làm rồi các bạn mới đi học vậy đó. Các bạn đi làm xong rồi các bạn đi học, hoặc là các bạn học xong xong thì các bạn thấy ồ, dạy business như thế này, dạy marketing như thế này ở công ty đó mình đi làm, họ đang làm như vậy đó. Ồ, hóa ra nó có tác dụng dày, vì sao lịch sử của nó xuất hiện dày. Thì lúc đó các bạn sẽ học nhanh lắm. Nếu mà các bạn cứ cố gắng phải ok, tôi phải giỏi lý thuyết sau đó tôi mới qua thực hành sau, thì có khi các bạn đang đi nửa chừng các bạn đứt gánh, tại vì các bạn bị nản. Thời đầu học AI mình cũng vậy á, mình cũng bị nản giống vậy, xong rồi mình cũng bị ngắt khoảng 1-2 tháng gì đó, xong mình nói không được, tại vì cái công việc sắp tới của mình chắc chắn sẽ cần. Dù mình là data engineer nhưng mà mấy ông data scientist chắc chắn là ổng sẽ cần mình hỗ trợ để mà mình làm những cái model, để mà mình đưa model lên production chạy các thứ. Mình không được phép bỏ qua như vậy, cho nên là mình cuối cùng mình quay lại và mình áp dụng cái phương thức như vậy. Và cuối cùng mình cũng hiểu được các bạn. Kể thêm cái kinh nghiệm này nữa nè. Mới gần đây á, thì mình phải làm việc với lại AI camera. Tức là mấy cái luồng video feed á, nó đẩy về, luồng video chuyển về, thì mình sẽ phải xử lý nó và mình đưa ra một số cái kết quả phân tích. Ok, vậy thì đi làm thôi. Và mình áp dụng ngay luôn cái cách ngày xưa. Tức là mình đi kiếm một số cái ví dụ, tại ví dụ bây giờ trên mạng nhiều lắm. Mình lấy mấy cái ví dụ đó, mình code trực tiếp luôn. Mình tạm thời bỏ qua những cái thuật toán nha. Thật ra là nó xài YOLO rồi, nó xài CNN các thứ. Mình tạm bỏ qua khúc đó, mình cứ thử trong những cái example mà người ta đưa để mình ra được cái kết quả, mình thấy nó chạy trước. Sau đó mình bắt đầu mình quay lại, mình coi YOLO V2 là gì, YOLO Tiny là gì, YOLO V3 là gì. Ồ, cái mô hình này nó chạy là gì. Ừ, dùng cái GPU thì nó sẽ tốt hơn như thế nào. Lúc đó từ từ mình mới hiểu hơn được. Và mình chia sẻ lại cái này với lại team của mình đó, thì mọi người cũng áp dụng theo. Và mình cũng thấy khá là thành công. Mọi người tiếp cận cái công việc nhanh hơn, hoàn thành được cái dự án trong thời gian ngắn hơn so với việc mà các bạn chỉ chăm chăm đi ngồi lý thuyết.
sau khi các bạn đã thấy nó chạy rồi thì quay lại lý thuyết, nó sao đâu, lúc đó bạn còn học nhanh hơn nữa kìa. Một cái thứ nữa mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là mình ghi chú trong quá trình mà mình học á, thì những cái tips nè, những cái lưu ý, những cái cần gạch đầu dòng thì mình sẽ list nhanh nó vào một cái ghi chú, để sau này á, khi mà các bạn học rồi các bạn cần xem lại, hoặc là ngay cả khi các bạn mới bắt đầu đi làm các bạn cần phải coi lại những cái kiến thức cơ bản của mình á, thì các bạn có thể bắt lại được rất là nhanh. Thay vì bình thường là các bạn sẽ phải đi ngồi lục lại trong những cái online course đó, thì bây giờ các bạn chỉ cần coi trong cái note của các bạn có thể search thì nó rất là nhanh. Ngày xưa lúc mà mình mới bắt đầu học SQL thì mình cũng note lại một số cái keyword quan trọng. Mình cũng note lại CTE có nghĩa là gì, rồi nếu mà dùng CTE thì mình phải lưu ý gì, hay là cluster index là gì, non-cluster index là gì. Mình note lại hết tất cả những thứ đó để mình coi lại cho nó nhanh. Điểm kế tiếp mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cố gắng đừng nản. Tại vì khi mà các bạn đã học xong rồi thì những cái kiến thức mà các bạn tiếp thu được nó sẽ chuyển bạn thành một cái con người rất là khác. Nó sẽ giúp cho cái công việc của bạn đi theo một cái hướng tốt hơn rất là nhiều. Nói nghe thì dễ đúng không? Cố gắng đừng nản, nhưng mà thật ra nó đâu có dễ như vậy đâu. Nhưng mà các bạn cần phải xác định được một cái mục tiêu thì lúc đó các bạn học nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như ngày xưa mình xác định mục tiêu là mình mà không ăn được cái kèo Data Engineer Junior đó là chắc chắn mình phải nghỉ công ty. Mình không thể nào xuất hiện ở trong đó được nữa, tại vì mình đang tốn thời gian của họ. Mình tốn tới 2 tháng thử việc của họ lận để mà mình chuyển qua một cái job rất là mới. Đó là một cái thử thách rất là lớn. Rồi ngay cả khi mà mình đã học cái phần AI cũng vậy, mình xác định là nếu mà mình không biết phần này thì mình không thể nào lead được team hết. Tại vì những người trong team sẽ cần mình support khi mà họ đụng tới AI model. Mình có thể là không rành như các bạn data scientist, nhưng mà mình không được phép không biết. Thì khi mà mình đã xác định được những cái mục tiêu như vậy rồi á, thì mình sẽ có động lực học hơn, tốt hơn rất là nhiều. Và có một cái chia sẻ nhỏ này nữa nè, khi mà các bạn đã học được những kiến thức này rồi á, thì khả năng cao là trong tương lai thu nhập của bạn nó sẽ được cải thiện. Nếu như mà các bạn đang là sinh viên, học sinh thì cái chuyện mà các bạn bắt đầu đi làm rồi có lương này nọ thì không nói rồi ha. Nhưng mà với những bạn đang làm ngành A mà các bạn muốn chuyển sang một cái ngành B, ví dụ như các bạn chuyển sang làm cloud, hay là các bạn làm AI, các bạn làm data chẳng hạn, thì có thể thời gian đầu á, lương của các bạn nó sẽ thấp hơn cái việc mà các bạn đang làm, nhưng mà nó sẽ tăng rất là nhanh trong cái thời gian sau đó. Và chỉ một thời gian ngắn thôi là nó vượt qua cái mức lương đầu tiên của các bạn luôn, và đến một cái mức mà các bạn không thể ngờ được. Còn nếu như mà các bạn chưa có ý định chuyển ngành á, thì cũng không sao hết, bởi vì cái việc học đó nó cũng sẽ giúp cho bạn rất là nhiều. Ví dụ như bạn đang làm supply chain đi, sau rồi bạn biết thêm AI, bạn biết thêm data, bạn có thể tự lấy được dữ liệu, bạn có thể tự chạy được những cái AI model để các bạn làm forecast cho cái nguồn hàng, hoặc là forecast cho cái demand để các bạn đặt hàng trước. Hoặc là các bạn làm finance, các bạn có thêm kỹ năng data để các bạn tự lấy dữ liệu lên, các bạn phân tích. Các bạn làm kế toán, các bạn có khả năng tự lấy được những cái record mà các bạn cần, những cái transaction mà các bạn cần khi mà các bạn đã có thêm kỹ năng data, thì lại là chẳng tăng lương, bởi vì các bạn đang giúp cho công ty tạo được nhiều giá trị hơn, giải quyết được cái việc của các bạn trong thời gian ngắn hơn. Và có thể là bạn đang giúp cho công ty tiết kiệm được cả một số nhân sự mới nữa, tại vì bạn có thể làm luôn cả những cái chức năng của họ, thì bạn càng trở nên quan trọng hơn, thì thu nhập cải thiện chỉ là cái vấn đề sớm muộn mà thôi, đúng không? Học thì không bao giờ là lo lỗ hết, không bổ dọc thì cũng bổ ngang, không bổ lên thì cũng bổ xuống. Rồi, video đi làm ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Nhớ là mấy cái link mà mình nói về những khóa học thì mình có để ở phần description ha. Và các bạn có muốn mình chia sẻ về cái việc gì liên quan tới đi làm này nọ trong những cái video kế tiếp hay không? Mời các bạn comment và mình sẽ sắp xếp thời gian làm cho các bạn coi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp nha. Bye bye!